Theo các tài liệu và báo chí Mỹ công bố, thì trong chiến tranh Việt Nam, Thái Lan là nước đứng thứ 3 về số lượng lính tham chiến trực tiếp sau Mỹ và Hàn Quốc. Có đến 40.000 lính Thái Lan tham chiến ở Nam Việt Nam và 232.000 lính Thái Lan tham chiến ở Lào. Và đương nhiên, nhờ vào việc bán mạng mà họ đã đổi lại được khoản tiền kích xù từ Mỹ để xây dựng và phát triển đất nước. Giai đoạn đầu khi mới đặt chân tới Việt Nam, Thái Lan rất tự tin là có thể tiêu diệt được toàn bộ lính của ta chỉ trong vài tháng. Nhưng chính họ mới là những kẻ bị sa lầy ngay trong cuộc chiến mình tham gia, một đi không trở lại. Vậy đội quân đánh thuê của Mỹ có số phận ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay trong video này. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954, Mỹ vẫn không bỏ cuộc. Chúng tiếp tục ngấm ngầm phá hoại Hiệp định, đồng thời dựng lên chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử tự do thống nhất hai miền Nam Bắc năm 1956 theo tinh thần Hiệp định Geneva đã không được thực hiện. Thay vào đó, dân tộc Việt Nam lại tiếp tục bước vào một cuộc kháng chiến mới chống đế quốc Mỹ kéo dài suốt 21 năm sau đó. Từ chiến lược chiến tranh đơn phương đến chiến tranh đặc biệt, từ đạo luật 10/59 đến quốc sách ấp chiến lược, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã đàn áp cách mạng Việt Nam trong biển máu với dã tâm biến miền Nam Việt Nam trở thành tiền đồn chống cộng ở Đông Dương. Nhưng với thắng lợi từ phong trào đồng khởi và các chiến thắng quân sự lớn ở ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia và Đồng Xoài, quân ta đã lần lượt đánh bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đơn phương và chiến tranh đặc biệt của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Trong bối cảnh đó, từ tháng 3 năm 1965, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã quyết định đưa các sư đoàn viễn chinh Mỹ ồ ạt đổ bộ vào miền Nam Việt Nam, trực tiếp tham chiến tại chiến trường này và chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Sau thất bại thảm hại về âm mưu đánh quỵ xương sống của Việt Cộng bằng những trận can chiến lược có quy mô lớn, ngược lại còn bị Việt Cộng chọc thủng dạ dày và chịu tổn thất nặng nề tại Tổng kho Long Bình, kho đạn Thành Tuy Hạ và sân bay Biên Hòa. Quân viễn chinh Mỹ phải kéo thêm đồng minh để san sẻ gánh nặng từ trận chiến. Trong video này, chúng ta chỉ nói tới người đồng minh Thái Lan của Mỹ. Lẽ tất nhiên, Thái Lan đã được hưởng lợi rất lớn từ nguồn tài chính hào phóng của Mỹ thông qua viện trợ kinh tế, quân sự trực tiếp, thông qua việc chi tiêu xây dựng đường xá, sân bay và các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Thái Lan, thông qua việc xuất khẩu hàng hóa sang Nam Việt Nam, rồi những tác động gián tiếp từ chiến tranh Việt Nam đã kích thích sự phát triển các ngành xây dựng, giao thông, du lịch và thương mại cũng như đầu tư nước ngoài. Đổi lại, Hoa Kỳ đã đổ 1,1 tỷ đô la tiền viện trợ kinh tế và quân sự vào Thái Lan. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã đưa thêm 530 triệu đô la. Về viện trợ của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, Thái Lan nhận được 650 triệu đô la Mỹ viện trợ kinh tế, 940 triệu đô la Mỹ nữa cho quốc phòng và an ninh, nuôi bộ máy quân sự Thái Lan, 760 triệu đô la Mỹ để thanh toán cho quân đội Thái Lan tham chiến ở Nam Việt Nam và mua thiết bị quân sự cho Thái Lan. Tổng ba khoản viện trợ trực tiếp này là 2,35 tỷ đô la Mỹ. Về việc xây 7 căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Lan để phục vụ chiến tranh Việt Nam, Korat, Uzon Thani, Nakhon Phanon, Ubon Ratchathani, Khon Kea, Utapao, Nakhon Sawan, Mỹ đã chi cho Thái Lan 250 triệu đô la Mỹ. Một khoản tiền khổng lồ nữa lên đến 850 triệu đô la Mỹ là tiền chi tiêu của 48.000 lính Mỹ đóng quân ở Thái Lan và 550.000 lính Mỹ ở Nam Việt Nam sang Thái Lan nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Sau những trận chiến khốc liệt, tổng ba khoản liệt kê ở trên, nền kinh tế Thái Lan đã nhận được 3,45 tỷ đô la Mỹ. Nếu tính theo con số hiện tại thì 3,45 tỷ đô la Mỹ không phải là lớn, nhưng nó là khoản tiền rất lớn ở thời điểm những năm 1960-1970, bởi tổng GDP quốc gia của Thái Lan năm 1964-1965 cũng chỉ có 3,72 tỷ đô la Mỹ, tức tổng số tiền Thái Lan hưởng lợi từ chiến tranh Việt Nam bằng toàn bộ nền kinh tế Thái Lan một năm ở giai đoạn ấy. Hãy thử tưởng tượng nếu bây giờ Việt Nam nhận được một khoản viện trợ 400 tỷ đô la Mỹ thì sẽ tác động đến nền kinh tế như thế nào. Việc xây dựng 7 căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Lan và xây dựng đường xá phục vụ cho chiến tranh Việt Nam đã giúp cho ngành xây dựng và vật liệu xây dựng của Thái Lan phát triển mạnh trong giai đoạn này. Theo một bài báo, The Vietnam War and Tourism in Bangkok Development 1960-1970, thì du lịch Thái Lan đã bùng nổ và sân bay Đông Muang nhanh chóng trở thành sân bay trung chuyển và sân bay sầm uất nhất Đông Nam Á, chính là nhờ tác động của chiến tranh Việt Nam. Theo thống kê, số lượng lính Mỹ từ Nam Việt Nam về Thái Lan nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe chiếm đến 11-16% tổng số du khách nước ngoài đến Thái Lan năm 1966 đến năm 1967. Trong khi đó, mỗi lính Mỹ lại chi tiêu nhiều gấp 2 lần một du khách thông thường, dẫn đến riêng lính Mỹ ở Việt Nam đã mang lại 20% tổng thu của ngành du lịch Thái Lan. Không chỉ có du lịch, xây dựng, vật liệu xây dựng, giao thông Thái Lan cũng phát triển nhanh chóng nhờ vào việc xây dựng 7 căn cứ quân sự của Mỹ, xây hàng loạt khách sạn, quán bar, tiệm massage, trung tâm thương mại.
Thái Lan cũng kiếm lợi lớn từ việc xuất khẩu hàng hóa sang Nam Việt Nam, một thị trường khổng lồ phục vụ cho cả sự tham chiến của Linh Mỹ, Hàn Quốc và đồng minh. Chưa hết, Thái Lan cũng là địa chỉ lớn nhất cho các dự án đầu tư FDI, đặc biệt là FDI từ Nhật Bản. Chính nhờ hưởng lợi lớn từ chiến tranh Việt Nam mà GDP của Thái Lan năm 1966 đã cao gấp 2 lần GDP của Nam Việt Nam năm 1972, còn GDP đầu người năm 1972 của Thái Lan đã cao gần gấp 2 lần Nam Việt Nam và đến năm 1975 thì cao gần 4 lần. Khi viết về những dòng chữ này, tôi chỉ ước rằng giá như Việt Nam chúng ta không có cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm từ 1954 đến 1975 thì có phải bây giờ chúng ta đã ở một vị trí rất khác. Ngày 5 tháng 7 năm 1967, Trung đoàn 2 Bộ binh mang tên Mãng Xà Vương của Thái Lan được huy động đến Long Thành, Việt Nam và tập kết tại căn cứ nước trong. Một tuần sau khi làm quen địa bàn mới, chúng phân một tiểu đoàn đóng chốt tại sở cao su Helena nhằm án ngữ đường 25 và quốc lộ 15, ngày nay là quốc lộ 51. Một tiểu đoàn chốt ở khu vực căn cứ lõm phía Tây, án ngữ phía sau Đồng Nai, bộ chỉ huy của chúng được đặt ở đồn Tam An. Quân được chia ra đóng khắp 4 chốt, Vàm Voi, Ngọn Ông Lộ và Cù Lao Ông Lưu Dãy Thơm. Giữa tháng 7 năm 1967, con đường từ căn cứ nước trong ra ngã ba An Lợi, nơi nối với quốc lộ 15, được quân Thái mở rộng, đồng thời xây dựng một đồn bốt rất kiên cố của lũ đoàn Mãng Xà Vương. Từ thời điểm này, trên đất Long Thành xuất hiện thêm một địa danh mới là ngã ba Thái Lan Mỹ. Quân Thái vào cuộc. Giữa tháng 9 năm 1967, bọn Mãng Xà Vương Thái Lan điều một tiểu đoàn đến đóng ở chùa Nước Nhĩ, xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch và ngã ba đường ủy. Một tiểu đoàn khác được điều xuống khu vực Phước Hòa xây dựng cứ điểm chỉ huy. Một tiểu đoàn được chia về Bình Sơn đóng góp ở ngã ba đường đi Cẩm Đường, Suối Chầu, An Viễn. Chúng còn nới rộng con đường từ nút giao Phước Lai cắt qua khu Lòng Chảo đến tận Vũng Gấm, Hang Nai và đóng quân lập bốt tại xã Phước Long, xã Phước Thọ, huyện Nhân Trạch. Trước tình hình quân đồng minh Mỹ được huy động đến Long Thành và các diễn biến chiến sự mới, trong một đợt học tập chính trị, huyện ủy Long Thành đã tổ chức đưa ra phân tích những nhận định trước mắt từ lúc quân viễn chinh Mỹ vào đem theo vũ khí hiện đại, âm mưu đánh lớn, thắng mau. Sự thực, quân Mỹ đã thất bại vì quân đội ta sống trong dân, được dân đùm bọc, che chở, địch không thể phát hiện ra cơ sở và lực lượng của ta. Còn quân Mỹ buộc phải đóng từng đồn từng bốt, chúng ta dễ nắm bắt được lực lượng của chúng. Vì thế mà khi lên kế hoạch đánh địch, ta luôn chủ động. Lần này, Mỹ đưa quân đội Thái Lan vào chính là để chết thay cho lính Mỹ. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 1967, lính Thái từ chùa Nước Nhĩ bất ngờ mở cuộc càn quét xóm Hố thuộc xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch. Lực lượng địa phương sẵn sàng đối đầu với bọn lính đồng minh. Đồng chí Hồ Minh Lực chỉ huy du kích xã, giăng mình và dùng DH-10 chặn đánh trên đường bờ, nhanh chóng diệt và làm bị thương 36 tên giặc. Ngay chiều hôm đó, quân Thái tung một tiểu đoàn Mãng Xà Vương có xe tăng yểm trợ tràn vào xóm Hố để đánh trả. Chúng ra tay đốt phá xóm Hố không còn một nóc nhà nào. Trên đường rút quân, lính Thái ập cả vào ấp 2 xã Phước Lai để bắt gia súc, gia cầm của nhân dân. Xã đội trưởng xã Phước Lai là đồng chí Minh đã dũng cảm cùng hai du kích nổ súng đánh trả quân Thái khi chúng tràn vào xã. Nhưng vì lực lượng quá chênh lệch, không thể làm tiêu hao lực lượng địch, đồng chí Minh quyết định ở lại bắn cản cho đồng đội rút lui. Sau khi bắn hết đạn, đồng chí xã đội trưởng đã bị giặc khống chế, chúng thẳng tay xử bắn đồng chí sau đó. Đêm 20, rạng ngày 21 tháng 9 năm 1967, lính Thái trong đồn Phước Long đi phục kích, bắt được một trinh sát của ta, liền bắn chết tại chỗ, rồi dã man chặt xác ra làm ba đoạn. Căm hận trước hành động tan bạo của giặc Thái, qua điều nghiên, đêm 26 tháng 9 năm 1967, tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 4 kết hợp với lực lượng C-240 quyết định mở cuộc bao vây tấn công đồn Phước Long. Quân Thái bị tấn công bất ngờ, bỏ chạy hỗn loạn, bị ta truy lùng diệt 60 tên, bắt sống nhiều tên khác. Đêm 28 tháng 9 năm 1967, tiểu đoàn 1 lại bắn pháo tấn công doanh trại của bọn giặc Thái đóng ở chùa Nước Nhĩ, tiêu diệt được 27 tên, làm bị thương nhiều tên. Trong lúc đó, vùng ven quốc lộ 15, đồng chí Tạ Nông chỉ huy lực lượng vũ trang huyện kết hợp du kích xã phá tan trận càn của quân Thái ở ấp xóm Quán, diệt gọn một trung đội Mãng Xà Vương, thu 3 trung liên, 19 cặp bin, 2 tiểu liên, làm cho giặc Thái phải rút lui, bỏ chốt An Lợi, co cụm về căn cứ nước trong. Tháng 11 năm 1967, quân Thái phối hợp chặt chẽ với quân Mỹ, mở cuộc tấn công đánh chiếm lại những vị trí quan trọng. Cùng lúc, quân Mỹ đổ quân càn vào khu vực Bình Sơn, quân Thái tập trung càn quét vùng Long Chảo. Chỉ trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11 năm 1967, quân Thái đã liên tiếp 14 lần mở cuộc hành quân bao vây, đốt phá xóm làng ở Phước Long, Phước Thọ, Phước Lai, Phước Kiển, vành đai Việt Thái. Trước tình hình chiến sự căng thẳng, cán bộ nhân dân trong vùng bị thiệt hại lớn bởi các trận càn của địch. Huyện ủy Nhân Trạch do đồng chí Nguyễn Văn Thông làm bí thư đã mở cuộc họp bàn để phản công địch và quyết định thành lập vành đai Việt Thái gồm 28 chiến sĩ, trang bị 3 khẩu B-40, 2 khẩu M-79, 30 trái DH-10 và vũ khí cá nhân là súng AK. Nhiệm vụ của đơn vị là bám sát, theo dõi,
bắn tỉa diệt 9 tên giặc Thái. Cùng lúc, đơn vị C-240 đã dùng DH-10 diệt 26 tên, làm bị thương 17 tên trong một tiểu đoàn Mãng Xà Vương khi chúng tiến hành đốt phá ấp Bảo Đông. Các cuộc phản kích tiêu diệt giặc Thái liên tiếp nổ ra. 17 giờ ngày 28 tháng 11, đội Vành Đai Việt Thái lại giăng mình khu Mã Đen, làm lật một xe quân sự diệt 7 lính Thái. Ngày đêm đó, cứ điểm Chùa Nước Nhĩ đã bị đoàn 16 kích và tiêu diệt thêm 4 tên giặc Thái. Đặc biệt, sáng ngày 29 tháng 11 năm 1967, khi đơn vị phát hiện máy bay địch ném bom xuống ấp Cai Vặn, Suối Cạn, Màu Nâu, hai đồng chí Bảy Dũng và Kiên nhanh chóng huy động du kích xã Phước Thọ đánh địch. Mọi người dự đoán rằng địch sẽ đổ quân càn quét, sau đó nên đã kết hợp với đội Vành Đai Việt Thái tổ chức phục kích trên lộ 19. Quả nhiên, sau khi máy bay vừa dội bom, chiếc xe tăng dẫn theo một toán lính Thái hùng hổ tiến vào xã. Chờ cho bọn giặc nghênh ngang tiến vào khu đã định, các chiến sĩ mới bắt đầu hành động. Họ dùng B-40 bắn nổ hai trái DH-10 cùng với súng AK, làm một chiếc xe tăng lật nhào bốc cháy. Một xe lao xuống vệ đường, bọn lính nháo nhào chạy. Trận đánh xảy ra vỏn vẹn chưa đầy 30 phút. Bọn giặc bị đánh bất ngờ nên không kịp gọi tiếp viện, cũng không kịp chỉ huy pháo bắn trả. Ta diệt tại trận 17 tên Mãng Xà Vương, làm bị thương nhiều tên khác. Vào năm 1969, sau nhiều thiệt hại nặng nề, kế hoạch rút quân với 12.000 tên khỏi miền Nam Việt Nam đã được Thái Lan công bố. Các lực lượng Thái Lan được huy động đến Việt Nam với vai trò là một phần của quân lực thế giới tự do. Sự tham chiến trên chiến trường miền Nam Việt Nam của quân Thái là một nỗ lực của Tổng thống Johnson nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa bằng cách đảm bảo sự trợ giúp từ các quốc gia khác, nhất là các quốc gia đồng minh. Johnson hy vọng sẽ xây dựng được một sự đoàn kết quốc tế trong việc ủng hộ các chính sách của mình tại Việt Nam. Sự đóng góp đầu tiên của Thái Lan cho nỗ lực chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đến vào tháng 9 năm 1964, khi cử một nhóm 16 người thuộc không lực Hoàng gia Thái Lan tới Sài Gòn để hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng một số máy bay chở hàng của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1966, để đáp ứng hơn nữa lời kêu gọi tha thiết của Tổng thống Johnson, Thái Lan đã sẵn sàng tăng cường sự hỗ trợ cho Nam Việt Nam. Với tình hình đó, Thái Lan đã thành lập nhóm hỗ trợ quân sự Hoàng gia Thái Lan ở Sài Gòn vào tháng 2 năm 1966. Cuối năm đó, một lần nữa trước sự thúc giục liên tiếp của Johnson, chính phủ Thái Lan nhất trí đem quân chiến đấu đến chiến trường Việt Nam hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Vào tháng 9 năm 1967, các lực lượng hỗ trợ quân sự đầu tiên của Trung đoàn Tình nguyện Hoàng gia Thái Lan Hổ Mang Nữ Hoàng đã đến Việt Nam và đóng quân tại Bến Cát gần Biên Hòa, phía Bắc Sài Gòn. Sau một thời gian sắp xếp quân doanh, Trung đoàn Thái Lan bắt đầu tiến hành các hoạt động chiến đấu từ tháng 10 năm 1967. Tháng 10 năm 1968, Sư đoàn Viễn chinh Quân đội Hoàng gia Thái Lan Báo Đen bao gồm 2 lữ đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo 105 ly và 1 đơn vị kỵ binh được huy động đến để thay thế lực lượng Hổ Mang Nữ Hoàng. Tháng 8 năm 1970, Sư đoàn Báo Đen đã được đổi tên thành lực lượng tình nguyện Quân đội Hoàng gia Thái Lan và tham gia chiến đấu trong suốt thời gian còn lại tại Nam Việt Nam với tên gọi này. Quý vị thân mến, quyết định bắt đầu rút quân của chính phủ Thái Lan được công bố cùng kế hoạch rút quân khỏi miền Nam Việt Nam của Tổng thống Nixon, khi cục diện chiến tranh xoay chuyển sang hướng có lợi cho Bắc Việt. Cuộc rút quân bắt đầu vào năm 1971 và kết thúc vào đầu năm 1972. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến phút cuối cùng của video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.